Ok nhá, xin chào tất cả các bác nhá. Vừa quần áo xuống xong hơi bị mệt các bác ạ. Hôm nay thì bên em có một đơn hàng gửi đi vào tận Đồng Tháp nhá, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thì bây giờ hiện tại em đang dán cái giấy này để cho mình phân biệt được cái hàng của mình các bác nhá. Thì các bác ấy cũng có xem được những cái combo của em ở trên kênh YouTube ấy, là các bác cũng có một ủng hộ. Các bác cũng hỏi từ cuối năm ngoái sang đầu năm nay, sang đầu Tết này thì bắt đầu các bác mới ủng hộ các bác nhá. Bây giờ em sẽ xử lý cái đã. Ở đây thì các bác này bao gồm tất cả đầy đủ hết. Các bộ phòng tắm này, bệt, chậu, sen, vòi, phụ kiện, gương được thì đầy đủ hết ở đây rồi. Em đã đóng gói kỹ ở đây rồi. Đấy, bây giờ thì em sẽ dán cái tem này và em gửi cho các bác. Đi vào Đồng Tháp đi thì nó rơi vào khoảng tầm 2 ngày rưỡi các bác nhé. 2 ngày đến 2 ngày rưỡi các bác nhé. Đây Đồng Tháp này. Các bác này. Anh Việt này, Cao Lãnh Đồng Tháp này. Có bao nhiêu cái thì mình cứ dán hết rồi. Năm nay bác nào có nhu cầu sửa mới hay chỉnh sửa mới. Bác này cứ thông cảm bên em nhá. Hôm nay là không đeo mic nên là nó hơi nhỏ đấy, các bác đóng cũng khó nghe một chút. Xe này là xe bắt lao. Đây em đã đóng gói hết rồi, bây giờ phun ba phòng vệ sinh, bây giờ lấy thêm một cái chậu rửa bát 24. Trông thế nào nhưng mà đóng gói vào nó cũng rất là gọn gàng. Đi Đồng Tháp đấy. Bác nào mà có nhu cầu về thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng thì cứ hãy liên hệ với em Hiệu. Em Hiệu là ship hàng toàn quốc các bác nha. Cái này thì báo cáo các bác này, ship thì nó đơn giản, nó có hai hình thức ship, một là ship bưu điện, hai là ship nhà xe. Thì hiện tại ở trên Lào Cai này nhà em cũng có đầy đủ tất cả các tuyến xe để đi các nơi ấy. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ em nhé. Xin chào.